Các người giỏi lắm. Tính uy hiếp tôi à? Không à, con chỉ muốn nói sự thật thôi à. Sao? Sự thật à? Sự thật à? Được. Ngày mai cái tích ở trên báo nó sẽ đăng tin thiếu gia Quốc Thiên gây tai nạn rồi đang hôn mê, hay tài xế xe tải ngủ gật và gây tai nạn. Cái nào hay hơn ta? Cô muốn tương lai của chồng cô như thế nào? Tự quyết định đi. Cô đừng ép chị con, cũng đừng ép người vô tội phải nhận tội mình không làm à? Sao? Cô đang nhân danh công lý hay cô đang làm thiên sứ vậy hả? Cô đừng có giết chết chị gái của cô giống như là cô giết chết cháu trai của tôi vậy. Má, đủ rồi đó. Đủ cái gì? Cô là người già quay. Cô ai vậy hả? Lẽ ra cô nên ngăn cản em gái của cô đến đây, đem đoạn băng đến đây để mà uy hiếp má. Tắt. Xóa liền. Xóa liền cho tôi. Mau xóa đoạn băng đó cho tôi. Sao? Không muốn xóa hả? Được. Vậy thì tôi sẽ gọi ông bà Xui Gia đến đây để tận mắt chứng kiến con rể của họ đang nằm hôn mê, trong khi đứa con gái thư của họ đến đây để mà uy hiếp má nó. Và nhân tiện đem luôn con gái quyền lực của họ về luôn đi. Công an đã có cảnh tai nạn làm bằng chứng. Con sẽ xóa à? Anh Minh, đi đi, đi ra ngoài cho khuất mắt tôi. Đi, cút đi. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.